Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giỏ lan gọi qua một ngày gọi là vắng mặt một chút nhé các bác nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác. Đây là các bác này. Đây là mật ong khoái nhé các bác nhá. Em lấy từ đầu vụ rồi, chứ còn mùa mưa này em không lấy nữa đâu. Rẻ không lấy. Các bác nhá. Rẻ không lấy. Mật ong khoái của em nó thế này mà. Vàng ươm luôn. À. Các bác để cả năm chả làm sao hết. Một lít mật ong như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha. 350.000 nha. Đặc sệt luôn. 350.000 một lít nhá, chứ không phải cái này là 2 lít đấy. 2 lít là 7 trang đấy. Đây này các bác này, một cái cây chồn nó cao hơn 1 mét, cao hơn 1 mét nha. Cái cục này là cục nguyên bản từ rừng nha các bác nha, nguyên bản từ rừng như thế này. Gỗ này vẫn còn chắc lắm các bác ạ. Như này nha các bác nha, một cục nguyên bản như thế này, cao hơn 1 mét. Như ở đằng sau này nó cũng chỉ có vài cây nhỏ này, nên là không tính nhá các bác nhá. Em chỉ tính mặt trước như này thôi. Em bán giò này nha cho các bác nhá, nguyên bản từ rừng. Đấy, vừa thầu được về. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.868.000. Các bác nhá, bao cước về tận nhà nha, 1.668.000. Cho giò số 1 nha các bác nhá. Số 2 này các bác này, một giò kiều vuông Lộc Bắc, siêu mầm thân luôn các bác nhá. Nó ra thân tơ này thì nó lại ra tiếp này, liên tục một năm nó ra đến 3-4 lần mầm gốc các bác. Em bán giò này nha cho các bác nhá, với giá là 1.100.000 nha. 1.100.000 nha. Cho giò số 2. Số 3 này. Cái này là thanh đạm sữa nhá các bác nhá. Thanh đạm sữa này. Đẹp tuyệt vời luôn. Nụ nó đây nhá, nụ nó đây nhá, nụ nó như thế này nhá. Nụ đây nhá. Rất nhiều nụ luôn. Đây. Giò như thế này nè, to như này nhá. Cái chậu này là chậu 30 nhá. À, cái cục dớn 30 nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 nha các bác nhá. Cho giò số 3. Bán 350 rồi. Số 4 này các bác này. Một giò kiều dẹt nhá. Một giò kiều dẹt như này này, đây cái mầm gốc này. Nó tốt lắm các bác ạ. Bây giờ đang hiện tại là 1 2 3 4 5 6 7 8 mầm gốc. 8 mầm gốc luôn các bác nhá. Một giò như thế này em thuần được 1 năm mà. Em bán cho các bác với giá là 300
380.000 nha, 380.000 nha. Cho giò số 4. Số 5 à. Một giò cáo 5 cây mà toàn cất chất cây đẹp thôi. Các bác ạ. Như thế này. Một cây nhỏ, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Em bán giò này nhá, thuần lâu rồi nhá, dân nó trồng nhá. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nhá, 450.000 nhá. Cho giò như thế này nhá, cáo Lai Châu nhá. Cho giò số 5. Số 6 này. Có một cây chồn này. Em đếm cây cho các bác nhá. Một cây này. Lá nó chỉ to to một tí thôi. Hai cây này, lá to chưa các bác? Đã không? Dân nó còn chém mất cái lá này luôn. Hai cây nhá, lá to nhá. Lại ngắn nhá. Ba cây. 4 cây. 4 cây như thế này. Bác nào lấy em để cho là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho 4 cây chồn như này nha. Giá hương đôi chồn nha. Cho giò số 7. À số 8, à 6 nha. Số 7 này. Các bác này nhìn thấy cái giò phi điệp vàng chưa? Đã luôn. Cái dề này thì nó có một cây thôi. Dề này có một cây. Đấy. Còn cái dề to này thì là có một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này. Sáu thân luôn. Đang nụ. Các cụ ạ, đang nụ như thế này. À, trắng trắng hết này rồi à. Tổng 6, 7 7 thân luôn nhá. 8 thân. Một giò như thế này. Thuần lâu rồi nhá các bác nhá. Em bán giò này cho các bác này với giá là 1.200.000 nhá. Mùa này là mùa phi điệp vàng chuẩn bị nở, đang nụ như thế này, trắng trắng này rồi này. Đấy. Cái thân này nó chỉ dài được khoảng tầm 1m2 thôi nhá các bác nhá. Thân như thế này dài tầm 1m2 thôi. Trồng trên trụ dớn nhá. Cho giò số 8. À số 7. Một cái trụ phi điệp vàng như thế này. Em để cho các bác nhìn này. Đây nha, em quay tròn luôn nha. Đấy. Một cái nón này đứng phơi nắng vô tư luôn. Các bác nha. Nó đang sưng nụ đây này. Các bác nha, nó đang sưng nụ rồi. Đấy. Một giò như thế này này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha. Hôm nay mùng 1 thì thôi bao ship đi. Bao ship cho các bác nha. Các bác nha. Bao ship hết. Cho giò số 8 nha. Số 9 này. Cái này là tổ quạ nha. Các bác nha.
một cái tổ quạ như thế này, dân ta trồng phi địa vàng vùng quanh này như này luôn nha. Cái này là hai cây tổ quạ luôn, hai cây tổ quạ luôn nha các bác nha. Đó, như thế này em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha, quá đẹp luôn. Thôi lấy 600.000 đi, 600.000 thân mập ú luôn, rất nhiều thân. Cho giò số 9 nha, tổ quạ to hơn là số 9 nha các bác nha. Tiếp tục em lên cho giò số 10 này. Một giò nghệ tâm nguyên bản như thế này không bác nào thích. Đấy. Em mua cao lắm các bác ạ, cái giò nghệ tâm này. Em bán cho các bác nha, nguyên bản từ rừng. Em bán cho các bác này với giá là 380.000 nha. 380.000 nha các bác nha. Cho giò số 10. Số 11 này. Một giò nghệ tâm nó cũng bền hòa phết các bác ạ. Bền lắm. Cái giò này là giò hoàng thảo môi tua nhá, đây nhá, cái thân hoa vẫn còn đây này. Đây này nó mới nhú được một tí rồi. Đây này. Đấy, nó như này nó vẫn nhú được một tí này. Nó mới nhú rồi các bác ạ. Đây này. Đấy. Một giò hoàng thảo môi tua như thế này này. Em bán cho các bác nhá. Với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 11. Số 12 này vẫn là hoàng thảo môi tua này. Đẹp không ạ? Nhìn bao chất lượng luôn. À các bác nhìn này. Vàng ươm luôn. Cho giò số thơm lắm nhá, cái môi tua này thơm lắm các bạn. Cho giò số 12. 250.000. Đây nha. Em lên cho các bác một giò tiểu quế nha. Nụ đây nha các bác nha. Nụ vẫn còn như thế này nha. Nguyên bản một dề. Cái gỗ này thì chưa hỏng được đâu, vì là họ dân họ treo ở gốc cây nên là chưa hỏng được nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. Tiểu quế này đấy, là hoa nó thơm như kiểu là mùi quế luôn các bác nha. Hoa thơm như mùi quế luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000. Cho giò số 13. Số 14 này. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. 12 cây chồn như thế này. Các bác nhá. Thuần rồi nhá. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá các bác nhá. 300.000 nhá. Như thế này. 300.000. Cho giò số 14. Đây, em lên tiếp cho các bác nhá. Lên tiếp cho các bác một giò chồn này. Các bác này. Đấy, quá nhiều cây luôn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây. Một giò như thế này được có 18 cây thôi nha các bác nhá. Thuần lâu rồi. Như thế này. Em bán giò này cho các bác nha. 18 cây. Em bán cho các bác với giá là 480.000 nha.
480.000 nha. Cho giò số 15. Cái cây này nó chỉ đẹp thôi nha các bác nha. Cây này nó chỉ đẹp thôi. Một mẹ được có 3 con thôi. Con nó của nó là chính hiệu nha các bác nha. Chính hiệu. Đấy. Cái hoa này thì em ngắt hết rồi. Vì là em mới trồng. Bác nào ưng thì lấy thôi ạ. Nha các bác nha. Một giò quế một mẹ 3 con như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1.800.000 nha. Cho giò số 17. Hay 16. À phần 16. Một triệu 800 nha các bác nha. Số 17 này. Cái số này nãy là 1 triệu 8 là số 17, à 16 nha. Số 17 này các bạn này. Cái hoa này thì nó không khác gì là hoa tiểu quế cả. Nhưng hoa nó kiểu gì lại không thơm. Nên là bác nào lấy thì em để cho 200.000 bác, các bác tự chịu cước nha. 200.000 nha. Các bác tự chịu cước nha. Cho giò số 17. Cho lên chỗ này. Số 18 này các bác này. Nó như thế này thôi này các bác này. Đấy, nhìn chất cây chưa? Nhìn đã không? Đây nha các bác nha. Chất cây các bác không phải nghĩ nhá. Mà lá này là siêu ngắn luôn. Em bán giò này cho các bác này với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Bác nào hôm nay bác nào lấy từ 500.000 trở lên thì em mới bao ship nha các bác nha. Chứ lấy 250 là bao ship là vỡ mồm luôn. Cho giò số 18. Số 19 này, giá thì vẫn giá cũ mà lại bao ship nữa thì vỡ đòn. Các bác này nhìn thấy cây cây gì đấy không ạ? Dáng hương tam bảo sắc nha các bác nha. Cây này. Đây, cây này. Nhìn chất cây. Đã luôn. Nó gần hết hàng bán ấy, nên phải lôi nó xuống bán đấy các bác ạ. Cái lá này chắc được chỉ được 4 sen thôi nhưng nó đẹp lắm các bác ạ. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Tiền nào là của nấy ạ. Cho giò số 19. Số 20 này các bác này. Cây trồn nó to chưa? Hai cây luôn. Đấy. Như thế này. Cái con này là em ghép vào đây nhá. 3 con, 4 con, 5 con. 5 con. Em thuần nó cũng lâu rồi. Nên là nó mới mướt mượt mượt như thế này. Các bác nhá. 2 cây. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha như thế này. Phê con TT. Cho giò số 20. Số 21 này. Bác nào muốn lấy hàng rẻ thì có hàng rẻ nha các bác nha. Giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nha các bác nha. Cũng là đôi 4, 6, 8, 10, 11 cây. 250.000. Còn các bác đi mua hàng rời về, các bác ghép 3 năm sau nó mưa vẫn chỉ như thế này rồi các bác ạ. Mà còn không đẹp bằng ấy. 250.000.
cho giò số 21. Các bác này, một cái giò đẹp như thế này. Đấy. Em quay lên, gỗ thì nó chạng nhá, chạng nhá. Đây nhá. Đấy. Đẹp như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 800 nghìn nhá. 800 nghìn giò này bao cước thì nó rơi vào tầm 70 nghìn tiền cước nhá. 70 nghìn tiền cước. Cho giò số 22. Số 23 này. Đấy, vẫn là giá hương nuôi chồn tiếp nhá. Vẫn là giá hương nuôi chồn nhá các bác nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 400 nghìn nhá. 400 nghìn giò như này nhá. Cho giò số 23. Số 24. Một giò nhạn như thế này. Một cây này thì nhạn tháng 4 này. Cây này cũng nhạn tháng 4 này, là nó đã ra hoa rồi. Và cây này thì không biết là tháng 4 hay tháng 8 nhưng nó chưa có hoa luôn. Các bác nhá. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 900 nghìn nha. 900 nghìn nha. Cho giò số 24. Số 25 thì lại nó lại có vỏ các bác ơi. Nó lại có vỏ. Lá thì ngắn. Đây, lá thì ngắn mà cây thì nó lại xếp đẹp. Các bác nhá. Đây cây à. Cây này. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. Giò đẹp. Quan trọng là cái chất cây này các bác này. Đó. Các bác xem chất cây nha. Đó. Cho giò số 25. Đây số 26 này các bác này. Chất cây thì cái lá nó lại ngắn cơ các bác ạ. Nó lại thế cơ. Giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 250 nghìn nha. 250 nghìn nha các bác nha. Quan trọng là cái chất này này các bác này. Đó các bác nhìn chất này. Cho giò số 26. Số 27 này. Cái giò như thế này. Đôi 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27 thân nhá, 27 thân nhá. Như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1.100.000 nha các bác nhá. 1.100.000 nhá. Cho giò số 27. Số 28 này, hai cây cáo Lai Châu như thế này. Dân nó trồng thuần to như thế này rồi. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Cho giò số 28. Số 29 này. Một giò như thế này. Giá hương đuôi chồn như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 250 nghìn.
Cái này để bàn vô tư nha các bác nha. Nhỏ như này nên là nó mới có giá đấy nha các bác nha. Cho giò số 29. Số 20. Đây nha các bác nha. Em mời tiếp các bác ngắm những cái giò nhạn. Giò nhạn tháng 8 nha các bác nha. Nguyên cái phần cây của nó chỉ được tầm 1m1, 1m2 thôi ạ. Đấy. Hai từng con. Hai từng con nha. Hoa thì đây rồi, các bác yên tâm nha. Hoa đây. Đấy. Cái thân này thì nó chỉ được 15, 16 cặp lá thôi. Không được nhiều. Đấy, thân mẹ nó đây. Thân mẹ nó thì càng ngày càng tốt. Nha các bác nha. Nhạn tháng 8 nhá. Hàng Gia Lai đấy ạ. Bác nào ôm được thì ôm thôi. Đấy nha, em lên mời các bác ngắm tiếp cái giò quế trắng tháng 8 này. Hoa thì siêu nhiều luôn. Năm nay ở mấy em thì lại hoa thì lại được nhiều. Vì là năm trước là nó mới thuần nên là em không cho ra nhiều. Năm nay thì nhiều luôn. Một mẹ 14 con nha các bác nha. Một mẹ 14 con. Ba mẹ luôn. Ba mẹ và 14 con. Đấy, cái giò. Giò này là gọi là giò chồn nha các bác nha. Bác nào lấy giò chồn này thì cũng ới em này. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 1.300.000 nha. Đấy, đẹp không? Phê con tê tê luôn. Đây, em có hai giò nhạn tháng 4. Bác nào lấy thì em để lại vốn cho nha. Để vốn. Em chỉ lấy công đóng hàng thôi, không ấy nha. Em lấy công đóng hàng hai cái giò nhạn như thế này. Em chỉ lấy công đóng hàng thôi. Đó. Hai giò nhạn tháng 4 nó mướt mượt mượt luôn. Nha các bác nha. Nó là chạy vùng quanh luôn đấy ạ. Đây em xoay cho các bác nhìn này. Không có bác mày ảo. Đó. Như này. Nó cao được có 1m2 thôi nha các bác nha. Cao được 1m2 thôi. Hai chậu giống nhau. Đó. Hoa vừa rồi thì quá sai luôn. Đây em giới thiệu cho các bác cái giò dáng hương đuôi cáo. Một giò như thế này. Các bác nha. Nó quá mết luôn. Quá yêu thương. Bác nào lấy thì cứ chụp ảnh Zalo cho em nhá. Đấy. Cỏ tốt hơn là lan rồi các bác ạ. Cỏ tốt hơn là lan rồi. Em cho cái giò này ăn mưa các bác ạ. Đấy. Em cho ăn mưa để cho nó dã chiến. Em cho ăn mưa 100% đấy ạ. Đây các bác này. Lá này chắc là 6 sen rưỡi đến 7 sen luôn. Một giò như thế này. Mết bên mệt. Đấy. Họng bá trầu em có nhá các bác nhá. Đây cái giò này cũng thế này. Ui rồi, giò nhạn tháng 8 kìa. Như nó hàng nhỏ. Bác nào lấy hàng nhỏ thì báo nhá. Cái giò này giò quý nhân này. Đây. Bác nào yêu dinh được giò này thì dinh nhá. Các bác nào dinh được giò này thì dinh nhá. Cái này là sơn thủy tiên họng đen nhá. Đấy, sơn thủy tiên ống đen này ạ. Đấy, giò cáo mết mền mệt. Phê gần tịt tê. Chạy dễ hết rồi nha các bác nha. Chạy dễ hết rồi. Ok rồi. Ở nhà em thì nó nhanh lắm các bác ạ. Nhanh hồi cây.
Em mặc dù em mới ghép thôi, như đây cái giò gà như này này. Bác nào lấy giò gà này thì em lấy 600. Đó. Ghép gỗ nha các bác nha. Giò này thì 300, à 250 thôi. 250. Giò kèn này thì 500 nha các bác nha, nguyên bản từ rừng nha. Cục gỗ đây nha. Cái này là hoàng thảo môi tua nhưng nó chưa được thuần nên là em chưa bán. Đây em mời các bác ngắm cái giò trồn em mới trồng thôi. Như nó đẹp lắm các bác ạ. Lá này thì chỉ được có 5 sen. Lá như lá trâu. Các bác này, lá như lá trâu. Chậu này chậu 50 đấy ạ. Đó, em vẫn quảng cáo mời các bác ngắm ấy ạ. Chậu 50 ạ. Phê lắm. Đây nha, hạc vĩ nhà em đây thì nó như rừng luôn các bác ơi. Nó như rừng luôn. Đó. Bác nào lấy hạc vĩ thiên cung thì báo em nha. Năm nay cứ một thân, năm ngoái thì nó nhảy lên ra 2 đến 3 thân luôn. Các bác ạ. Không kích thước thì mà nó vẫn đẹp. Đây nha các bác nha, cái giò trồn lúc nãy đây nha. Đây. Nó cao, nó chỉ được còn 1m4 thôi. Nó tầm một được 1m4 nha. 1m3, 1m4 gì đấy. Đó. Quá đẹp luôn. Đây, quả của nó thì hôm qua em cắt đây. Đó. Đây này. Giò quế. Đấy, giò quế nha. Giò quế này nó chỉ được 80 bông thôi. Các bác, riêng cái giò này nó mà nở hoa ra là chỉ gọi là ngắm ngửi mùi hương của nó đã mệt rồi, đã ốm rồi nha các bác nha. Nguyên ngửi mùi hương đã ốm rồi. 80 bông hoa nha các bác nha. Đó, cái giò này thì em đã bán rồi. À, vâng, cảm ơn các bác đã xem video nhé. Vâng, em xin chúc các bác đầu tháng mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công nha. Để mua lan cho em nhé.